Ở Malay phòng học rất là thoải mái. Thì các bạn đa số ở Malay khá là nhiều. Ngoài ra thì còn có ở Nga, Ukraine và Ấn Độ. Thì các bạn rất là thân thiện. Còn cơ sở vật chất của trường thì rất là tốt. Bởi vì Malaysia thực ra không nhiều người biết tới, nhưng thực chất nó cũng đang rất là phát triển. Phát triển như gặp Việt Nam rất là nhiều. Mình học bên đó thì môi trường thì họ khá là tận tình. Và cơ sở vật chất thì cực kỳ tốt. Còn về văn hóa thì ở bển thì nói chung là mỗi nước có văn hóa riêng, nhưng mà mình có thể giao lưu và mình có thể biết thêm nhiều văn hóa các nước. Thì bạn bè thì họ cũng rất là thân thiện, tại vì đa số là họ từ các nước tới, thì cho nên họ cũng rất là cởi mở. Ở khí hậu ở Malaysia thì nó hơi nóng hơn Việt Nam mình một chút, nhưng mà cũng có những tháng nó rất là mát, nó không quá khắc nghiệt như Việt Nam mình. Trường quốc tế như trường IIT ở Việt Nam, ta học nguyên đám người Việt Nam đúng không? Nguyên đám tất cả các bạn bè của các bạn là người Việt Nam. Thì làm sao chúng ta có thể cải thiện được cái vốn từ của chúng ta, cái khả năng liên quan của chúng ta? Chúng ta sang Malaysia, chúng ta học ở một cái trường công mà toàn là người Malaysia, làm sao chúng ta có thể nâng tầm được? Thì Sunway là cái nơi để chúng ta có thể tìm hiểu tại sao mà nó được gọi là môi trường quốc tế hơn là trường quốc tế. Môi trường quốc tế là chúng ta có rất là nhiều các bạn học sinh đến từ hơn 100 quốc gia tụ về Sunway. Và trường Sunway khi chúng ta đến là chúng ta thấy là từ tất cả các châu, châu Mỹ có, châu Phi có, châu Á rất nhiều, châu Âu cũng có, châu Úc có. Nên là khi chúng ta học ở Sunway, chúng ta thấy đó là môi trường quốc tế. Bởi vì nó là môi trường quốc tế nên nó phải có chuẩn chung. Và chuẩn chung thì thường là chuẩn của châu Âu. Thì trường của chúng ta thì chúng ta có trường liên kết của Anh, là trường rất là mạnh là Lancaster University, của Lancashire. Trường rất là mạnh, là một trong những cái trường top về chuyên về business study. Bên các cái khối về bên kinh tế của Úc thì mình có Monash University. Monash cũng rất là mạnh. Rồi ở bên các trường khác thì cũng liên kết như là Le Cordon Bleu của Pháp, chuyên về ẩm thực. Được chưa? Mình có Manchester University, mình có Michigan của Mỹ cũng đã liên kết ở đây, tại vì mình sẽ có cái khóa liên kết của 2 năm ở Malaysia và những năm cuối sẽ ở Mỹ. Đó là những cái trường. Rồi bởi vì là khi mà chúng ta nhìn các hệ thống các trường, ta nhìn cái môi trường như vậy, chúng ta thấy là Sunway đang đặt môi trường của Sunway theo chuẩn quốc tế. Khi chúng ta học ở trường Sunway, chúng ta sẽ học ở môi trường quốc tế, chất lượng giáo dục quốc tế và bằng cấp của chúng ta là bằng cấp quốc tế. Cơ sở rộng, trang thiết bị đầy đủ, với lại thầy cô thì rất là thân thiện. Phòng học thì khá là rộng, một phòng chừng 16-17 học sinh à, không có đông lắm. Đa số thời gian thì giáo viên sẽ đứng trên bảng để giảng, tại vì giáo viên giảng 100% bằng PowerPoint. Rồi cái việc mà họp nhóm và làm thuyết trình thì rất là thường xuyên, bởi vì ở đây nó muốn học sinh phải năng động trong việc học, chứ không phải là thầy giảng trò nghe. Bên đó người ta yêu cầu đầu vào ít nhất là thạc sĩ, kinh nghiệm làm việc ít nhất là 4 năm trong ngành tương ứng. Ví dụ các bạn làm trong ngành ngân hàng ha, bạn muốn đi dạy banking and finance,
tài chính ngân hàng thì các bạn phải có kinh nghiệm ít nhất 4 năm master thạc sĩ với chuyên ngành tương ứng để các bạn đi dạy. Nên là các khi mà giảng viên người ta dạy ấy, chất lượng rất là tốt. Nhưng mà các bạn đừng có nghĩ là giảng viên tốt thì các bạn sẽ phải học tốt, các bạn sẽ học tốt, các bạn phải luôn luôn phải chú ý, bởi vì nhiều khi người ta giỏi, cái cách người ta truyền đạt nó sẽ khác với cách bạn tiếp thu, vì vậy các bạn phải chú ý rất là nhiều ha. Con người thứ ba mà mình muốn nói ở đây đó là sinh viên. Sinh viên trường mình rất là thân thiện, mình phải nói là như vậy. Tất cả các cái cuộc thi mà mình tham gia, tất cả những cái gì mà liên quan đến thi về hoạt động, về nhảy múa, về làm phim, về luận văn, về du lịch, tất cả những cái đó sân quen, học sinh sân quen rất là năng động. Mình phải nói vậy bởi vì là sinh viên quốc tế mà. Sinh viên từ những nơi khác thì thường là những cái nơi đó người ta có cái nền văn hóa khác nhau, và sân quen khi người ta hợp lại với nhau thì các bạn đó phải tìm hiểu về cái đó, phải tìm hiểu về các cái nguồn văn hóa mới, tìm hiểu về cái cách nghĩ mới đó. Nên là các bạn hòa nhập lại với nhau, các bạn rất là cởi mở. Nên là khi mà một người Việt Nam, ví dụ các bạn ha, đi sang đó mình học, mình vô đó là mình thấy có Pakistan nè, mình thấy có Trung Quốc nè, mình có Lào, Campuchia, công viên rất là nhiều nước ha, cùng với nhau, xong mình có Việt Nam đó thì mình sẽ được thấy là các bạn ở đó rất là thân thiện. Và bạn tự nhiên các bạn cũng sẽ trở nên thân thiện khi bạn học ở sân này. An ninh ở bên Sunway là 24/24, và Sunway là nơi đào tạo nhân viên an ninh, bởi vì mình có cái hệ thống an ninh riêng của Sunway và mình có cảnh sát của Sunway. Người lạ vào Sunway thì thường là phải thông báo. Nếu mà là phụ huynh học sinh ấy, thì thường là cũng không có vấn đề gì, thường là sẽ không có vấn đề gì. Nhưng nếu mà trong trường hợp có ai đó muốn phá hoại hải sản này, muốn gây rối thì thường là sẽ không được, bởi vì là mỗi một trạm nó đã có người bảo vệ rồi. Nhưng mà những người đó sẽ không đụng đến các bạn, bởi vì các bạn là sinh viên ở trường ha, người ta sẽ đứng đó, người ta luôn luôn túc trực 24/24 giờ, nên là vấn đề an ninh như các bác là các bác cũng không phải lo, rất là tốt. Bảo vệ ở khắp nơi, từ nơi các bạn đang ở cho đến trường học, cho đến trung tâm mua sắm, được chưa? Nên là vấn đề an ninh cũng là vấn đề các bạn không cần phải quá lo lắng. Các bạn học ở trường Sunway, nhà các bạn ở 5 phút đi bộ trước mặt, chúng ta có thể ở 3 nơi. Nếu các bạn muốn ở bình dân, chúng ta ở sân như apartment. Chúng ta muốn ở cao cấp hơn tí, chúng ta ở sân U Residence. Chúng ta muốn ở thật sự cao cấp, chúng ta ở Monash, sân U Residence. Nó ba nơi ha. Ví dụ là tiền nó sẽ khác nhau mà, cái mức phí nó sẽ khác nhau. Nhưng mà khi chúng ta ở thì khoảng cách xa nhất cũng chỉ là 15 phút đi bộ. Mà đi bộ là đi bộ trên cầu, mà cầu là cầu có mái che, mà mái che bạn muốn đi cầu bạn phải quẹt thẻ. Có nghĩa là nó đã an toàn từ cái khâu mà bạn đi vô cho đến bạn vào trường. Nó là một khu khép kín và an toàn rồi. Ha, đó là nơi ở và trường học. Vậy từ trường học, học xong rồi thì các bạn làm gì? Đi chơi. Rồi, đi chơi ở đâu? Bên cạnh Sunway University, đại học Sunway, chúng ta có Sunway Lagoon, trung tâm vui chơi lớn nhất khu vực Sunway và Đông Nam Á. Các bạn đi trên cái cầu, chúng ta tìm thấy nguyên khu đó vui chơi rồi. Giá vé cũng khá là mềm cho học sinh Sunway, không quá mắc đâu. Các bạn chỉ chơi một ngày, mua vé chơi này, được chưa? Rồi bây giờ chơi chán rồi, mình mua sắm. Rất đơn giản, đi 5 phút từ trường có cầu nối qua Sunway Pyramid, trung tâm mua sắm được đánh giá là hàng đầu châu Á, không phải Đông Nam Á, là hàng đầu châu Á. Các bạn có thể mua những cái mặt hàng mà được giảm giá từ 50-70%, 3 lần trong một năm, mỗi một lần 2 tháng. Có nghĩa là 6 tháng trong một năm ta có thể mua hàng giảm giá. Có nghĩa là ngày nào ta có thể mua hàng giảm giá rồi. Chương trình CMP, tức là Canadian International Matriculation Program, thì chương trình đó là chương trình chuyển tiếp của Canada ở tại Sunway ở Malaysia. Sắp tới thì em sẽ chuyển sang Centennial College nằm ở Toronto, Canada, thì em học Hospitality Management. Chương trình chuyển tiếp đó thì nó khá là rẻ, tại vì thứ nhất là nó rẻ nên
có nhiều bạn nếu mà chuyển thẳng qua Canada thì sẽ rất là lúng túng trong cái việc là anh văn với lại xa nhà, bị một cái vấn đề là chuyển giao các nền văn hóa với nhau nó sẽ rất là khó. Ở Malay thì có rất là nhiều bạn từ quốc tế qua, nó giao các nền văn hóa nó rất là nhiều ở đó. Nếu mà chuyển từ Việt Nam sang Malay thì giống như là em sẽ có một cái bước đệm rất là vững chắc để mà chuyển sang Canada, là một cái khu vực hoàn toàn mới lạ đối với em. Thì trước đây Hoàng có năm 11 Hoàng có làm giấy tờ qua Canada, nhưng mà do trình độ anh văn của mình chưa đủ cho nên họ chưa chấp nhận cho mình vào Canada. Đó là lý do tại sao mà mình chọn INEC, thì họ hướng dẫn cho mình là nó thông qua chương trình ở Malaysia nó sẽ là bước đệm dễ dàng để mà đi qua Canada. Thì sau những năm học ở Malaysia thì trình độ anh văn mình được cải thiện rất là nhiều, cho nên giờ đây thì khi mình làm giấy tờ qua Canada thì họ chấp nhận, tại vì họ thấy trình độ anh văn mình lên rất là tốt. Nếu các bạn có một mong muốn về tương lai xa, như là muốn đi xa như là Mỹ, Malaysia hoặc Mỹ, Canada hoặc là Úc, thì mình nghĩ các bạn rất là cần một cái bước đệm ở Malaysia. Thì Malaysia là cái một trường rất là tốt, các bạn nên thử. Và mình chúc cho các bạn sẽ thành công trong tương lai và đạt nhiều hạnh phúc.